Để kỷ niệm 16 năm của anh Minh Phụng, chúc cho chị được nhiều sức khỏe, sống vui sống khỏe với các con các cháu. Và xin kính chúc cho toàn thể quý quan khách, những người thân yêu nhất có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúc mừng em. Tao hay quá. Cho nên em vẫn nói một câu là trước hết là cầu ngủ chúc cho gia đình thì Triều Tiên thật nhiều sức khỏe, chúc cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ thật là nhiều sức khỏe và đạt đầy hạnh phúc. Hôm nay tôi cũng rất là vinh dự được chị Tiêu mời về đây để dự cái đám giỗ của anh Minh Phụng, một người anh đáng thân và đáng kính. Đó là một nghệ sĩ mà để trong lòng tôi từ khi tôi còn nhỏ. Hôm nay thì được đến đây là thứ 16 trận ngủ với đây dự. Bây giờ không có gì hơn thì trận ngủ sẽ hát ba câu dụng cổ của một cái bài này thì anh Minh Phụng cũng đã có hát của anh. Nãy tôi vô tôi có nghe tôi hát bài Tân Cổ Truyền Tình Hàn Mặc Tử. Đánh lộn rồi. Chị Tiên nói sao chị Tiên? Nghệ sĩ Cam Tiên là một nghệ sĩ hát ca cổ rất là hơi dài. Nghệ sĩ Cam Tiên đứng dậy xong trọng hộ mời nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên lên hát với trọng hộ vì nghệ sĩ đông quá cho nên giờ mình hát cặp vậy cho nó đỡ. Hồi nãy là cái ý của tôi là như vậy, anh trọng hộ sẽ đại diện cho cái top 2 của anh em chúng ta nấu tiếp anh Thanh Tuấn, cô Cẩm Tiên, bởi vì thường thường tôi biết hai người này cũng từng hát với nhau, cho nên tôi cũng muốn mời Cẩm Tiên và Trọng Hữu lên để song ca để cho nó rút ngắn cái thời gian lại được ha quý vị ha. Nhưng mà thấy anh Hữu anh dặn đời là tôi không dám. Một tràng pháo tay cho Cẩm Tiên đi quý vị.